Theo cáo trạng, đêm ngày 27 tháng 8 năm 2016, khi bị chủ nhà là anh Nguyễn Quang Anh sinh năm 1998, tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phát hiện đang trộm đồ, đối tượng đã dùng dao thủ sẵn đâm liên tiếp vào người tân sinh viên. Khi dao bị tuột, Trường bị chặt miệng, mũi của anh Quang Anh khiến nạn nhân tử vong. Tiếp đến, đối tượng lấy đi laptop, điện thoại iPhone 6 của anh Quang Anh rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, khi đối tượng mang tài sản cướp được đến một cửa hàng sửa chữa để mở mã khóa máy thì bị công an bắt giữ.